Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo Tiền Phong, ấn bản điện tử, trong một số ra gần đây, trừ một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm có thương hiệu, thực phẩm ở bất cứ điểm buôn bán thực phẩm nào tại Sài Gòn cũng đều có chứa đựng một hàm lượng hàng the đậm đặc, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Theo báo Tiền Phong, Viện Công nghệ Hóa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa trình làng một dụng cụ gọi là bộ kit. Chỉ cần từ 4 đến 5 phút, dụng cụ này có thể soi được hàng the trong bất cứ thực phẩm nào. Chính tác giả sáng chế ra dụng cụ này đã làm một cuộc thử nghiệm. Ông lấy một miếng chả mua ở trước cửa cổng Viện Công nghệ Hóa học, nhỏ lên mẫu thực phẩm đó 2 giọt axit hiện màu đỏ. Chờ dung dịch đủ ngấm, ông lấy một mẫu giấy thử màu vàng cam, ấn vào miếng chả. Chỉ vài chục giây, nửa mẫu giấy tiếp xúc với miếng chả đã chuyển sang màu vàng nghệ, loang lổ. 5 phút sau, kết luận được đưa ra là mẫu thực phẩm này chứa hàng the lên tới 3 gram trong 1 kg sản phẩm. Tác giả của bài báo cũng đã trực tiếp đi mua 30 mẫu thực phẩm ở các chợ, các sạp thực phẩm vỉa hè để thử hàng the. Cuộc thử nghiệm cho thấy, 3 mẫu giò chả mua tại một cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu đều có chứa đựng một hàm lượng hàng the rất cao. Trong các mẫu thịt nguội, thịt quay và 3 mẫu đậu phụ mua ở chợ Bà Chiểu, khi thử cũng đều cho kết quả tương tự. Hàng the cũng được tìm thấy trong gần 70% các sản phẩm giò sống, chả lụa, mì sợi bán trên các xe bánh mì, bánh cuốn, quán ăn uống bình dân và 50% các sản phẩm tại các cơ sở sản xuất. Hàng the còn được tìm thấy trong các loại bánh giò, phu thê, da lợn, bánh đúc. Điều đáng ngại là có tới 80% sản phẩm có chứa đựng hàng the, không có địa chỉ nơi sản xuất. Hầu hết được bày bán trôi nổi ở khắp các chợ, vỉa hè, ngõ hẻm, khu dân cư. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Sài Gòn cho biết, kết quả những mẫu thử nghiệm hàng the do cơ quan này tiến hành cho thấy, nếu so với năm 2004, thì năm nay lượng hàng the cho vào thực phẩm tăng gấp 3. Cũng theo Trung tâm Y tế Dự phòng Sài Gòn cho biết, một khi vào cơ thể, hàng the sẽ được đào thải phần lớn qua nước tiểu và các tuyến mồ hôi. Còn khoảng 15% tích lũy trong các mô, tập trung nhiều nhất ở gan, óc, tim, phổi, dạ dày, thận, ruột. Ăn nhiều hàng the có thể gây tử vong trong một thời gian ngắn. Cơ thể tích lũy hàng the nhiều sẽ gây khó tiêu, chán ăn, mệt mỏi do ngộ độc mãn tính. Nếu nặng sẽ làm thoái hóa cơ quan sinh dục, gây suy yếu khả năng sinh sản và tổn thương bào thai, gây nên căn bệnh ung thư. Quý vị và các bạn thân mến, đọc bản tin trên đây, hẳn nhiều người phải rùng mình lo sợ mỗi khi tiêu dùng thực phẩm không phải do tay mình làm ra. Có một dạo, và ngay cả hiện nay, mỗi khi muốn tìm một con oan dương để trút lên đầu nó các thứ tội ác,
làm cho người Việt Nam phải mang đủ mọi thứ tật bệnh. Người ta chỉ cần lôi đầu chất độc màu da cam do Hoa Kỳ trút xuống Việt Nam trong thời chiến tranh để mà nguyền rủa. Những khám phá về lượng hàn the trong thực phẩm do chính một cơ quan của nhà nước Việt Nam đưa ra trên đây nên làm cho chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và cư xử với người đồng bào ruột thịt của mình. Chẳng cần phải có một chất độc màu da cam nào tác hại lâu dài nữa. Chính chúng ta là người tự sát hại và sát hại đồng bào ruột thịt của mình do thái độ ích kỷ, vô đạo đức của mình. Tựu trung, vấn đề cơ bản vẫn là đạo đức. Trước khi chúng ta bị đầu độc bởi chất hàn the mà mình tự tay cho vào thực phẩm, chúng ta đã bị đầu độc bởi sự dối trá ích kỷ của cả một xã hội, chỉ biết trục lợi cho bản thân mà không màng đến cuộc sống của người khác. Thứ mèn độc hại đang làm dậy lên cả một xã hội chính là sự dối trá và lường gạt, vốn hầu như đã trở thành một thứ bản năng. Sống chết mặc ai, miễn là tôi được lợi. Phải chăng đó không phải là cách suy nghĩ và cư xử rất bình thường của nhiều người hiện nay? Lạy Chúa, bị lôi kéo vào dòng chảy của vô số những trào lưu muốn gạt bỏ những giá trị đạo đức ra khỏi xã hội, chúng con không tránh khỏi những lúc muốn thỏa hiệp với những sức mạnh của dối trá lường gạt để đạp lên người khác mà sống. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức để đề cao cảnh giác trước thứ men độc hại ấy. Xin ban ơn can đảm để chúng con dám lội ngược dòng, nói không với tất cả những gì đi ngược lại với tin mừng của Chúa. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngài đi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở. Dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa ơi nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng xa xuyến, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ bờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngài đi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa ơi nỗi vui đời. Đây là chương